hầu hết là những người mà ở Hòn Sơn thì họ gọi là trên cái đỉnh Hòn Sơn đó là cái Ma Thiên Lãnh, cái đỉnh núi đó gọi là Ma Thiên Lãnh, cái đỉnh hòn đó họ gọi là Ma Thiên Lãnh. Thế mà thầy đã chấp nhận lên cái nơi mà gọi là Ma Thiên Lãnh để ở trên đó một bóng một hình mà tu hành trong cái thời gian mà thầy đã rèn luyện mình cái tâm vô úy, không biết sợ hãi một cái gì, nghĩa là có rèn luyện mình, có giữ gìn mình như thế nào mình mới không sợ. Còn hiện giờ mấy con luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi. Tại sao vậy? Tại sao thầy biết sợ hãi mà tại sao thầy lại không sợ hãi mà mọi người khác lại sợ hãi? Có người lên ở trong hai bữa ba bữa là phải xuống cái Ma Thiên Lãnh, không dám ở trên đó, còn thầy ở suốt gần cả năm trời mà không có sợ một chút gì hết. Tại sao vậy? Tại vì một con người mà giữ gìn giới luật của Phật nghiêm chỉnh, chẳng bao giờ, chẳng bao hề mà có sợ hãi cái gì cả. Tại sao vậy? Tại vì giới luật của Phật nó rất là vi diệu. Theo thầy biết, đời sống của một người mà tu theo đạo Phật mà nghiêm chỉnh thì không bao giờ có sợ chết, sợ sống gì cả. Bởi vì chính nó đã hướng dẫn cho chúng ta ba y một bát, đời sống chúng ta bỏ hết rồi, cuộc sống chúng ta không còn gì nữa rồi, cho nên chúng ta không còn sợ một cái gì nữa. Cho nên thầy ở trên Hòn Sơn đã rèn luyện mình sống đúng giới hạnh của Phật, thầy chẳng bao giờ sợ. Một con chim biển, nó nhiều con chim biển chứ không phải một con chim biển, mà lại chim biển nó rất lớn, nó lớn cũng bằng con chó và lớn hơn nữa, nó ngồi cao như thế này, bữa người ta gọi là chim đại bàng. Thế mà nửa đêm nó bay vào, nó đáp ở tại hòn, người nào mà nhát gan là phải sợ hãi. Tiếng hét của nó, tiếng kêu của nó như là tiếng hét của một con vật gì chữ đận. Thế mà thầy vẫn thản nhiên khi sống chung với chúng ở trên đỉnh Hòn Sơn như là bạn bè thân thuộc. Thì các con biết do cái giới hạnh như thế nào. Vừa rồi hồi sáng thầy có nói trên cái bước đường tu tập của thầy, do cái giới hạnh của thầy, trong khi mà thầy về Cảng Bàng đây mà thầy nhập thất tu, thì trong cái thời gian mà chiến tranh chưa có kết thúc, tức là từ năm 71 đến 75, thì các con biết chiến tranh nó rất là dữ đợt, cho nên người ta nghe đào thầm là họ bắt đầu họ rút, họ đi hết, dân ở đó rút đi hết. Thầy thì quyết tâm là nhập thất là không rời khỏi thất, mẹ thầy với em thầy cũng phải rút đi, còn riêng thầy thì ngồi đó mà tu tập. Vậy mà khi mà vừa tháng ra thì trận chiến nổi lên, thì hai bên đánh với nhau súng đạn kinh khủng, nào là máy bay, nào là pháo dồn dập xung quanh tất cả cái thấp của thầy ở, nhà của họ cháy, lửa lên ngùn ngụt. Thầy thì an nhiên ngồi đó mà giữ tâm tu tập của mình, không hề chút sợ hãi. Thầy nghĩ rằng một người mà giữ gìn giới hạnh của Phật thì chắc chắn là giới luật sẽ hộ thầy không sợ. Các con thấy trong cái vấn đề vĩ đại thật. Và cuối cùng thì chiến cuộc nó đi qua, thấy thầy ngồi trong góc ở trong tháp mà ngồi tu, thì họ bảo rằng thầy sao mà ngu mà dại quá vậy, súng bắn súng đạn gì vậy, máy bay bắn gì vậy mà thầy cứ ngồi đó không sợ. Rồi nó nói gì nói mặt nó, thầy ngồi tu cái tượng Phật mà cái tượng Phật mà ở trước chùa mà mấy con mà hàng ngày mấy con ở trước mà ngồi tu, cái tượng Phật đó thầy đặt ngồi dưới đất với thầy, cái tượng nó để ở trên cái tờ xe ngồi dưới đất như vậy, thầy thì ngồi dưới đất như vậy, thầy trải cái tấm chiếu thầy ngồi dưới đất thầy tu, nghĩa là cái tượng Phật đó dưới thầy chỉ một cái gian phòng nhỏ hơn cái khu này cũng chút vậy. Thế mà thầy ngồi đó, rồi những người lính họ đi vào, họ thấy họ la lối, họ nói thầy không biết chết không biết sống gì hết, súng đạn như vậy, thầy mặc họ nói gì nói, thầy cứ ngồi tình phinh tu đó. Rồi họ bỏ đi luôn. Và cuối cùng thì nhà cửa thiên hạ cháy sập mà chỗ thất thầy không chắc. Đó thì các con thấy cái quy luật không phải là ai che chở thầy hết, mà thầy biết rằng cái người mà tu giới luật nghiêm chỉnh là sẽ có sự hộ trì đến cái mức độ đó, không ngờ được. Các con biết những cái máy bay mà trực thăng mà nó bắn rút kết đó, nó bắn ào 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 mà bắn đâu cháy nhà đó hết. Mà thầy nói chút re mà hàng rào nó bắn chút nó ngã hấp xuống hết. Với một thân của mình bằng xương bằng thịt như thế này, đủ sức can đảm mà không hề sợ chết. Còn các con thì thầy thấy các con chắc lúc bây giờ cũng chạy kêu là hỏng cảnh á, chứ đừng có nói gì dám ngồi đâu. Còn thầy thì thản nhiên chết, mà chết ở trên sự tu hành, vì mình đã phát nguyện là không rời thất, nhất định là không rời thất. Các con thấy cái sự mà vô úy của thầy đến cái mức độ, xem cái thân mạng này nó nhỏ như lông hồng, như sợi chỉ mành treo xuống. Nhưng đáng thương mẹ thầy với em thầy nhìn thấy cái khu vực mà bị bắn phá và nhà cửa cháy,
họ ở xa mà nhìn họ khóc lóc, họ đau khổ. Còn riêng thầy rất dịu dàng, không có gì. Nhưng mà cuối cùng thì thầy không chết. Thầy em thầy không có nở để thầy ở trong đó nữa, cho nên mới tìm mọi cách mà để mời thầy ra khỏi đó. Chứ còn cái lần trước thầy hoàn toàn là thầy không đi, hoàn toàn thầy thấy rõ ràng là cái quy lực của cái giới hạn rất là vĩ đại. Cho nên cái cuộc đời tu hành, thầy nói cái người mà tu mà như thầy rồi thì bất kỳ ở đâu cũng no cơm ấm ăn hết, không bao giờ đói. À, thậm chí như thế này nè, các con thấy khi ở trên Hòn Sơn mà mỗi lần leo lên leo xuống để xin được một số gạo mà sống, xin gạo thì rất dễ, nhưng mà vác lên thì các con biết vác gạo mà lên núi ăn thì đâu có phải chuyện dễ, nó nhọc nhằn, nó khó lắm. Cho nên thậm chí như vậy đó mà thầy cũng tự sống mình bằng lá cây, bằng những cái cây rau mà thầy trồng ở trên núi mà thầy trồng, thầy sống. Thầy không bao giờ mà thèm xuống xin gạo nữa, ở trên đó mà sống. À, còn các con thì dám gạo chắc chắn là các con không chịu nổi. Cho nên ở đây theo thầy nghĩ tùy cái duyên của các con, bất kỳ ở đâu mà các con tổ chức được cái cách thức mà đi thức thực sống, đừng có lo nấu nướng, đừng có lo gì hết. Người nào mà người ta giúp đỡ cho các con được cái phần mà ăn uống bằng cách là các con chỉ xin người ta được thì các con sẽ tu hành tốt mà thôi.